Hôm qua, quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên trên địa bàn quận. Phát huy tinh thần chiến thắng của Cách mạng tháng 8 và hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân đế quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy luôn giữ vững đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Thị Nguyệt, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng dễ dàng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn, với bề dày kinh nghiệm, các đảng viên tiếp tục tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển, trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố Cần Thơ. Dịp này, Đảng bộ quận Bình Thủy vinh dự có 126 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 và 75 năm tuổi Đảng.